Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến 15. Khi ấy, Đức Giêsu phán với các môn đệ: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em sẽ không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Anh chị em thân mến, bối cảnh của tin mừng hôm nay là lời di ngôn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Người đi vào cuộc thương khó. Chúa Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho các tông đồ thần chân lý, để các ngài có thể hiểu được những giáo huấn của Chúa và can đảm sống rao truyền các giáo huấn ấy. Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, 40 ngày mà giáo hội sống tâm tình mừng vui vì Chúa sống lại và đang ở lại với chúng ta, rồi về với Chúa Cha. Những ngày này là những ngày Chúa Giêsu tiếp tục an ủi và nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin. Như xưa Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, thì hôm nay Chúa cũng muốn nói những lời này với chúng ta. Người muốn chúng ta mở lòng đón nhận Thánh Thần chân lý, đấng giúp chúng ta hiểu và sống những giáo huấn của Chúa trong cuộc đời này. Là những người con của Chúa, chúng ta vui mừng lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích rửa tội, để được thánh hóa và biến đổi nên con Chúa. Nhờ bí tích thêm sức, Chúa Thánh Thần lại gia tăng ân huệ của Ngài cho chúng ta. Đó là những suối nguồn của bảy hồng ân: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn suy biết, ơn đạo đức và ơn biết kính sợ Chúa. Xin cho mọi người chúng ta biết mở lòng đón nhận hồng ân cao quý này. Rất ước mong cuộc đời chúng ta luôn là cuộc sống của những người biết giữ niềm cậy trông, tin tưởng vào lời hứa của Chúa mà trung tín trong bổn phận hàng ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp từng người chúng con luôn biết sống cách xứng hợp với lời hứa Chúa đã ban. Amen.